thì lời đầu tiên con gửi lời chào tới các bác, các cô chú cùng các thầy cô ở trung tâm ạ. Thì con đến với trung tâm này hôm nay là tròn 3 tuần. Thì trong quá trình tập ở đây thì có rất nhiều niềm vui ha. Thì trước đây thì con cũng có biết một chút về nhạc, nhưng mà con chơi lên nhạc cổ khác. Thì hy vọng lần này đến với trung tâm tham gia buổi biểu diễn này thì có gì sơ xuất thì mong các bác, các cô chú